Có nhiều anh em xài Mavic Mini 1 á, bảo pin sao bay được có 10 phút. Và đây là viên pin bay 10 phút. 1100 mAh giờ thôi. Còn đây là viên pin tiêu chuẩn. Để mình lấy cái viên pin tiêu chuẩn cho anh em coi. Viên pin bay được 20 mấy phút á. 2400 mAh giờ. Rồi mình để gần nhau mình compare cho nó dễ ha. Một thằng là 7,6V, 8,7V. Còn một thằng là 8,4V, 7,2V. Một thằng là 1100, ngàn thằng là 2400. Thì thằng 2400 này là pin tiêu chuẩn, ở trong nó là lithium ion nha, cái lõi bằng sắt 18650 đó. Còn thằng này thì nó trông như thế này nè anh em. Sorry, anh em không mở được. Đây. Đây, 1100 đây. Lipo nha. Vỏ thì nó là cái vỏ 18650 nhưng mà ruột lipo, cho nên là cái vỏ này chúng ta vẫn có thể thay cái lõi 18650 vào vẫn được nha anh em. Rồi giờ thì mình có cái lõi Samsung 25R 2500 mAh giờ của Samsung. Đây là cái lõi pin zin của pin tiêu chuẩn nè. Thì giờ mình thấy vô thay vào trong cái lõi, mình bỏ cái lõi lipo, mình thay nó bằng lõi 18650 thì chúng ta sẽ có được một cục pin tiêu chuẩn đơn giản thế thôi, như thế này đây, chen nhau thôi, cũng không có gì đâu. Thay vào và chúng ta sẽ có được thời gian bay giống như pin tiêu chuẩn. Nhưng mà có một cái vấn đề là cái điện áp này nè, 7,6, 8,7 nè. Còn zin nó là 8,4 nè, 7,2 nè. Khác nhau đúng không? Thì chúng ta sẽ phải nạp lại chương trình cho cái con chip ở bên trong cái mạch quản lý pin đó. Chúng ta sẽ phải nạp để chúng ta hạ áp nó xuống, đưa nó về cái tiêu chuẩn đúng của hàng lithium ion 18650 thì nó mới không có bị làm hỏng làm hại cái cell này nha. Còn nếu mà chúng ta chỉ thay thôi không có nạp lại chương trình á thì cái viên pin này nó sẽ bị sạc lên tới tận 8,7 thay vì 8,4, và nếu sạc lên 8,7 thì cái viên pin này nó sẽ bị giảm tuổi thọ rất là nghiêm trọng luôn, rất là nguy hiểm nha. Rồi đây là sau khi thay xong rồi nha anh em, cũng không có gì khác biệt luôn. Rồi giờ bỏ máy thử thôi. Ok, khởi động. Take off. Rồi ok anh em. Nhưng mà cái quan trọng là cái này nè anh em. Khi mà sạc đầy 100% nè, 100% thấy không? Thì điện áp nó phải dưới 4,2V nó mới đúng nha. 4,2V thì nó mới chuẩn theo pin lithium ion 18650 nha. Còn nếu mà 100% mình trên 4,2V thì nó đang bị sạc quá ngưỡng và nó có thể gây nguy hiểm cho cái cell pin chúng ta nha. Cái này thì mình có nói ở đầu video là anh em phải nạp lại cấu hình cho pin đó. Thì sau khi anh em nạp xong thì nó sẽ giống như một cái viên pin thông thường thôi. Và chúng ta cứ sử dụng nó như pin thông thường. Take off. Rồi ok anh em.